Em Zima xin được kính chào tất cả các bác ạ. Nay em lại về được một vài cái món phụ kiện như này. Em sẽ quay để các bác xem là món gì em cũng chưa biết món gì. Zin cầm điện thoại quay. Em cũng chưa biết là những cái món gì em sẽ quay để các bác cùng xem nhé. Đây là một đôi cây đan MKS các bác ạ. Đây là chiếc đôi cây đan MKS made in Japan, dành cho dòng Road này, Touring này, City. Và cái dòng này là UB Line Easy. Thì cái dòng này là nó là dòng nhẹ, rất nhẹ. Em bóc luôn để các bác xem qua nhé. MKS thì của Nhật thì rất là xịn sò. Nói chung là các bác mà chơi chơi xe đạp ấy thì chạy nếu mà muốn bàn đạp phẳng ấy, thì nên chạy một đôi trải nghiệm, bởi vì cái dòng MKS thì dùng nó rất là thích. Cái đôi này thì nó có cả cái đấy, một đôi MKS Line Easy này. Đây, nó có cả cái túi này, rất xịn sò luôn này. Đấy, Easy này, giấy này, cả cái khuyên này. Cái này là cái này để dùng bắt vào cái trục, cái cài này, cái lông đen. Đấy, cái dòng này thì nó rất là nhẹ và nó có cả có thể tháo mở nhanh được. Em chưa dùng cái dòng này đâu nhưng mà nó có một cái kéo là phát ra đấy, rất là nhẹ đấy, lắp vào rất nhẹ, bóp phát thì cái lò xo này ra và sập vào phát là xong. Độ trớn thì rất là trớn đấy. Một đôi pedal made in Japan dòng UB Line này, rất xịn sò luôn các bạn. Dòng này gần như là dòng cao cấp, là một trong những dòng cao cấp của MKS đấy. Em sẽ để lại đây. Đôi này là đôi mới tinh, cho nên là giá mới tinh nó cũng tương đối cao. Em sẽ xem lại giá, sau em sẽ quay một lượt để báo giá chi tiết các bác nhé. Bởi vì là đôi này em cũng chưa rõ giá bao nhiêu, nhưng mà nó là hàng mới tinh như này. Đôi MKS này. Xem cái này đi. Các cái đồ chơi phụ kiện nhà em thì là em mua nguồn gốc là đấu giá hàng sách tay Nhật 100%. Đấy, hàng chính hãng bên mua đấu giá bên Nhật. Ở đây cũng là một đôi pedal này. Cho nên các bác yên tâm về chất lượng cũng như là nguồn gốc, còn giá cả thì nó phụ thuộc vào lúc mình đấu giá. Có những lúc mà đấu giá tốt thì sẽ về sẽ có giá tốt, có những lúc mình mua thẳng thì sẽ giá nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà nhà em thì để bao giờ cũng sẽ để một cái giá hợp lý nhất cho các bác thôi. Các bác chơi. Đây là cũng là một đôi MKS, màu thì màu đen. Đôi này cũng là dòng CT Line, cũng là dòng nhẹ. Đấy. Rất đẹp. Đây này, cái này nó còn chưa có ở vết bắt vào cái trục luôn này. Rất là trơn, để em quay thử nhé. Đấy, cũng rất là trơn. Rất là thích luôn. Đấy, đôi MKS dòng C đây, made in Japan, dòng CT Line. Hộp bên Nhật gửi thì bao giờ cũng có bill. Đấy, gửi cho mình vận chuyển nội địa Nhật, bill viết đầy đủ, giấy tờ bên Nhật đầy đủ. Và đây là một cái
Cái này là cái túi rồi. Hôm trước cũng về được một vài cái, rất nhiều bác dặn túi, nhưng mà thỉnh thoảng mới săn được rồi. Đây là một cái túi của thương hiệu Topper các bác ạ. Topper, thương hiệu của Đức, dùng tại nội địa Nhật và túi rất là đẹp. Đấy, cái túi này túi treo cọc yên các bác nhé. Size thì em nghĩ cái này nó size vừa phải. Đấy, cái chiều dài của nó khoảng tầm 22,5. Đấy, chiều cao cái này là có 10-14. Đấy, chiều rộng này là có 10-12. Nói chung size rất vừa phải. Khóa treo vào cọc yên là như thế này. Đây là một cái túi cộng yên. Các bác mà cái túi cộng yên này thì giá nó chỉ vài trăm thôi. Em quay cho em xem cái này là gì. Đây là một cái áo hay sao các bác ạ. Đây là một cái áo BNG vừa đẹp đấy, Milano. Để em xem cái em xem qua cái size nhá, xem các bác thích thì giao lưu. Cái size này size S các bác ạ. Đây, BNG áo made in Taiwan luôn, made in Italia luôn, dòng Milano size S. Size S thì các bác tầm cứ cao tầm mét tầm 50-55 đến khoảng tầm mét 65 thì chạy mặc cái áo này sẽ ok về size. Đấy, cân nặng cứ khoảng tầm 55 đến khoảng 65 cân thì ok. Ui đẹp lắm các bác. Đấy, màu xanh ngọc đặc trưng BNG luôn. Đấy, Milano co giãn, made in Italia. Đấy, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Đấy, cái áo này chất lừ luôn. Đấy, em sẽ để tạm vào đây, xong rồi em tí nữa em xem lại giá, xong em sẽ báo chi tiết từng món một cho các bác nhé. Vì cái, mấy cái đồ này hôm nay em cũng chưa nhớ giá. Đây là một đôi tay nắm của thương hiệu Ergon. Tay nắm Ergon dòng này thì sao dòng gì? Không nhầm thì nó là dòng GP1. Cái tay nắm Ergon thì ở bên Nhật ý, giá của nó rất là cao. Và cái đôi tay nắm này, cái thương hiệu này thì rất là xịn sò luôn các bác ạ. Đây, các bác chơi xe touring thì nên làm một đôi MKS pedal và một đôi tay nắm Ergon. Cái dòng này là GP1S. Đấy. Đây, cái size của cái chiều dài của cái tay nắm nó khoảng tầm 13,2 cm. Đấy. Ở phía bên trong này là có một chiếc một tay nữa. Đấy. Phải bóc cái này ra. Cái này là mới tinh, chưa qua sử dụng. Đấy. Một đôi như thế này thì nó giá nó quanh tầm 1.300.000+ các bác nhé. Đấy, mua đôi mới tinh như này. Đấy, để cái này. Bởi vì nhiều hôm có những đôi em mua hàng cũ thôi, nó cũng 3.000, nghĩa là về cũng quay cũ rồi cũng tầm 1.000.000-1.100.000 rồi. Hàng lướt đấy. Đây. Đồ này là đồ dây cuốn. Đây có được về được hai bộ dây cuốn BNG này. Đây, một bộ này là bộ nguyên này,
hai cái dây cuốn Binchi màu xanh. À đây, cái này của thương hiệu Cifas, không phải Binchi, Cifas thôi. Và cái màu nó cũng là màu xanh. Còn cái hộp này là hộp này của Binchi. Nhưng để em kiểm tra xem. À, cái hộp này họ bóc rồi này. Cái hộp này họ đã bóc rồi. À, cái hộp này họ bóc rồi và cái dây cuốn này em cảm giác là cái này họ dùng rồi. Đấy, họ cắt rồi. Họ dùng rồi, nó chỉ còn có một đoạn này thôi. Chả hiểu sao hôm đấy mua mình nhìn tưởng, em tưởng là hai hộp, cuối cùng nó thành một hộp. Thôi cái này thì chắc là để cuốn vào cái xe touring hoặc là cuốn sơ cua thôi. Chứ còn cái này là họ dùng rồi nhưng họ thừa ra đây, chắc họ bán nhưng mà họ lại, em cũng không xem. Đây, một cái bộ dây cuốn của thương hiệu Cifas này cũng rất là xịn sò bên Nhật các anh nhá. Đấy, màu xanh ngọc luôn. Mình chỉ các bạn nào thích thì em sẽ để giá, rất yêu cái này. Tí nữa em sẽ xem lại giá. Đóng hai. Hai ngăn liền các bác ạ. Đây, cái này họ đóng thành bên ngoài một hộp to. Đấy. Bên ngoài một hộp to, xong bên trong hai hộp nhỏ như này. Đây, em bóc tiếp ra để xem nó là cái gì. Cái này đồ cũng toàn đồ Binchi thôi. Đây là một cái bình nước này, cái túi hàng mới tinh. Cái này em mua hình như theo combo thì phải, mới tinh. Túi này để đồ vừa đúng cái chỗ để bình nước các nhé. Một cái túi đựng đồ này, một cái bộ đồng hồ Cast Eye này. Cái này nó kèm theo full bộ của Binchi luôn. Đấy, một cái bộ mới tinh hàng của thương hiệu Cast Eye. Đấy, cái bộ này là màu xanh ngọc đặc trưng Binchi luôn này. Đấy. Micro wireless này, bắt bằng wifi. Cái này bộ đếm giờ. Đấy, tí em sẽ xem khui luôn cái xem ở bên trong luôn. Đấy, nó đầy đủ một cái bộ như này các bác nhá. Bộ mới tinh full box luôn. Đấy, cái này đây, cả cái pad đồng hồ này, cái bộ đếm này, bộ cài này, đấy, lâm châm này, đây, bộ bắt vào cái ghi đông này, đấy, nó sẽ kèm một bộ như này. Đấy, một bộ full box nhé, tí em sẽ xem lại cái giá xong em sẽ báo các bác chi tiết. Đấy, các bác mà chạy xe Binchi, xe road hoặc là xe touring mà muốn lắp một cái bộ Binchi như này thì các bác chơi cái bộ như này. Đấy, một bộ đồng hồ mới tinh này, bơm, một cái bơm Binchi này. Đấy, một cái bơm Binchi này là cái size nhỏ. Cái này để luôn trong cái hộp. Đây, cái này chiều dài của nó có 13 thôi. Chiều dài của nó có 13 phẩy mấy cm thôi. Đấy, và có thể đặt luôn vào trong cái túi cộng yên như này được các bác nhé. Đấy, cái này mới tinh, có cả pad gắn và có cả hai cái ốc luôn. Cái này đây, giá đây 4.200 yên một cái này. Đấy, cái này thì là thông thường thì em về em sẽ để khoảng 1.200.000 đấy, cả ship, còn qua nhà là 1.150.000. Đây thì em sẽ báo cho trước. Ở đây thêm một cái hộp, một cái túi cộng nhiệt. Hôm nay đợt này em mua được khoảng 1-2 cái combo.
hàng mới tinh, khi qua sử dụng. Đấy, một cái túi cọc yên của B&G, size rất là vừa phải. Đây, mã của nó đây. Tất cả là tem Nhật. Đấy, của nó là 3.900 yên, là 4.000 yên, là 800.000 đấy, mua bên Nhật đấy. Mới tinh luôn, rất đẹp luôn các bạn. Màu đây, chỗ này có cái phản quang này, và có bắt cái đèn B&G ở đây này. Đấy, cài luôn cái đèn vào đây, đèn hậu vào đây. Đấy, còn cái này bắt vào cái cọc yên, rất đẹp luôn, mới tinh. Đấy, về được mấy món này, để em xem cái món này là món gì nào. Cái này cũng toàn B&G luôn các bác ạ. Đây, cũng lại một cái đèn B&G. À, cái bơm. Đấy, 4.200 yên này này. Rồi về đã 1 triệu rồi này này. Mới tinh, chưa qua sử dụng, có ốc, có pad gắn. Đấy, có hai cái bơm. Chân trống này. Đây, chân trống B&G màu đen và cái chữ B&G màu xanh ngọc. Có các cái tai bắt. Đấy, cái này chân trống đa điểm và cái chân trống zoom rất là nhẹ. Và bắt được cho bánh 26, 27 và 23, bánh 700C các bác nhé. Đặc biệt là dòng B&G thì kể cả phanh đĩa cũng bắt được cái này luôn. Đấy. Đấy. Một cái bộ chân trống mới tinh nhỉ, made in Taiwan. Nói chung là phụ kiện của B&G thì đa phần là tất cả là em thấy toàn made in Taiwan. Đây sẽ về thêm một cái túi nữa. Nhưng có combo này thì có thêm cả túi này nữa. Mới tinh. Tem mác, tem Nhật nhé, đầy đủ, hàng mới tinh, chính hãng. Đấy, rất là đẹp, có phản quang. Cái này buổi tối ánh điện chiếu vào đây và cài cái pad đèn vào đây. Còn cái túi này, khóa của nó cực kỳ mượt luôn, khóa im du. Ở phía trong là màu xanh ngọc luôn. Đấy, để được bơm này, các cái đồ như là xăm, tun, những thứ là quang, để được hết. Và cái size của nó rất là nhẹ nhàng, size rất rất gọn luôn các anh nhé. Em đo qua cái size chiều... Đây, chiều dài của nó có 19.5. Đấy, chiều cao là có 12.5. Đấy, rất là vừa phải. Hai túi cộng yên, hai túi B&G này. Mới tinh. Đấy, cộng thêm cái thùng này thì còn có một cái khóa nữa. Đấy, hàng chính hãng, cái khóa này thì giá của nó cũng về ấy, cũng tương đối đấy, bởi vì là cái cân nặng ấy. Đấy, bởi vì nó nghe nó bằng chất liệu, nó bằng cái giống như kiểu thép, dây thép này. Khóa rất là chắc chắn cho nên là nó nặng. Đấy, thì cái này giá về nó cũng tương đối cao một tí đấy, hơn 1 triệu cái này này. Đấy, giá của nó 3.000 mấy trăm yên, gần 4.000. Khóa số, khóa có cái pad treo luôn nhá. Treo luôn ở cái khung dòng đứng ấy các bác ạ. Đấy, và khóa này còn một khóa số, không cần phải chia chiếc gì cả. Đấy, một cái này, xem còn cái này là cái gì. Bình nước các bạn ạ. Cái này là cái bình nước đấy của thương hiệu Scott, họ gửi hàng chính hãng bên Nhật nhé. Có một cái hộp to như này, em tưởng là mũ bảo hiểm hay là giày nhưng không phải. Đây Scott. Đấy. Tem mác đầy đủ. Và đây là cái combo này. 2 4 6 8 9 bình. Đấy, một cái bình nước chính hãng như này, cái dung tích thì hình như là quanh cái này, để em xem cái dung tích. Đây, made in là made in Taiwan này. Cái này dung tích chắc khoảng tầm 650 lít. Đấy, chiều dài của nó là 21. Đấy, đường kính này là có mấy phân này? 6 phân. Nói chung là để vừa cái gọng nước của mình. Đấy, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, rất đẹp, màu nhựa trong. Đấy, và cái tem logo của thương hiệu Scott. Đấy, gạt lên xong uống xong đóng nắp, rất là dễ tiện. Đấy, cái này giá cũng rất là vừa phải thôi. Đây, em sẽ xem lại cái giá mua bình Nhật về bao nhiêu, sẽ em báo luôn. Cái này chỉ có mấy trăm một bình thôi, bình này bình chính hãng các bác,
mới tinh chưa sử dụng, nên các bác chơi xe thì nên dùng những cái bình chính hãng này, chất liệu nhựa, và khi vào Nhật rồi thì nó rất là yên tâm về chất lượng của anh nhé. Đây em sẽ để tạm ở đây đã, xong rồi sẽ xem luôn cái giá này các bác. Đấy, về được vài món như thế này, vài món đồ chơi, đa phần là đồ pin chi, MKS, topper và bình nước Scotch rất là đẹp. Rồi em xin cảm ơn, thôi em sẽ quay luôn cái em xem lại cái giá, xem em sẽ quay em báo luôn các bác nhé. Em chào các bác.